Hôm nay thì mình sẽ chiến đấu cùng với các em tiếp tục bộ 10 đề chống sai ngu lý thuyết hóa đề số 06. Một trong số những cái đề rất kinh khủng. Nào, câu số 41 ạ. Kim loại dẻo nhất, dễ rát mỏng, kéo dài nhất. Nói thật với các em là trong lúc mà thầy ra cái đề này trong cái đề thi của thầy á, thì thầy không nghĩ là các bạn sẽ bị sai đâu. Thế nhưng mà cái lúc mà có một bạn học giỏi cũng thuộc dạng là top ở trong lớp, bạn ấy hỏi, bạn ấy ngơ ngác bạn hỏi, ơ, sau khi mà thu bài xong ấy bạn hỏi là, ơ thầy ơi, thế kim loại dẻo nhất là nhôm hay là vàng ạ? Trời ơi, lúc đấy thầy mới biết rằng là à, nghĩa là câu này cần có trong cái buổi học của ngày hôm nay dành cho tất cả các bạn và các em. Vậy đáp án đúng của chúng ta, kim loại mà dẻo nhất, dễ rát mỏng và kéo dài nhất thì nó chỉ có thể là vàng mà thôi. Đáp án đúng là đáp án B. Câu 42 ạ. Câu 42 ạ. 42 đáp án gì ạ? Câu 42 ạ. Có hai đáp án gì ạ? Các bạn comment đáp án này coi ạ. Trong môi trường kiềm, phản ứng màu bí ure là protein tác dụng với gì ạ? Trong môi trường kiềm, phản ứng màu bí ure trong môi trường kiềm, phản ứng màu bí ure là phản ứng mà do anh protein tác dụng anh nào? Bí ure là protein tác dụng anh nào? Đấy, bình thường hỏi màu bí ure, nhưng hôm nay hỏi bí ure là protein tác dụng anh nào thì nhiều bạn không biết đâu. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C nhá, CO2 là 43. Trong chuối xanh thì có chứa lượng lớn cái gì? Trong chuối xanh ạ, thì có chứa lượng lớn cái gì ạ? Nào các bạn comment đáp án đi ạ. Trong chuối xanh ạ, thì có chứa lượng lớn. Anh nào? Tinh bột hay glucose hay fructose hay saccharose? Đáp án đúng là gì ạ? Đấy, thấy không? Nhiều bạn sai ngay mà. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A, tinh bột nhá, các bạn cẩn thận nhá. Đấy. Các bạn thấy chưa? Ở cái đề này nó là cái đề rất là thú vị, rất là hay. Câu 44 ạ. Điện phân nóng chảy CaCl2. Điện phân nóng chảy CaCl2 ở cathode thì thu được chất nào sau đây? Điện phân nóng chảy CaCl2 ở cathode, điện phân nóng chảy nào? Điện phân nóng chảy CaCl2 ở cathode thì thu được chất nào sau đây? Câu này cũng hay. Các bạn lưu ý nhá, ở trong này đề bài hỏi là gì ạ? Ở trong này thì bài nói rõ là điện phân nóng chảy CaCl2. Nhưng mà đề bài là hỏi là gì? Ở cathode. Cathode nơi cation đến. Cation đến thì không thể là Cl2 được. Đúng không? Cation đến thì phải là gì? Canxi. Các bạn thấy chưa? Top 1 của sự lừa đảo chưa? 44, đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án B các em nhé. Nó phải là đáp án B ạ.
Câu 45 ạ. Chất nào sau đây là axit béo? Câu 45 ạ. Chất nào sau đây là axit béo? Axit béo là gì? Axit stearic các em nhá. Đáp án gì? Câu 46 ạ. Trong phân biệt tử, chất nào sau đây có một nhóm amino và hai nhóm carboxyl? Trong phân tử, chất nào sau đây có một nhóm amino và hai nhóm carboxyl? Một nhóm amino và hai nhóm carboxyl. Đáp án nào ạ? Đáp án nào ạ? Các bạn chọn thầy đáp án nào ạ? Câu này nhiều bạn quên hết rồi. Quên sạch sẽ luôn. Đáp án gì ạ? Các em thấy không? Các em thấy không? Một nhóm amino ạ. Hai nhóm carboxin ạ. Acid glutamic. Đáp án đúng đáp án C. 47. Chất nào sau đây không phải là mũi acid? 47 ạ. Chất nào sau đây không phải là mũi acid? Thì các bạn phải nhớ thầy nhá, mũi acid nó là cái anh muối mà anion gốc acid còn hiđro có khả năng phân ly. Vậy mũi acid của chúng ta NH4HS là mũi acid này. NH42 lần HPO4 là mũi acid này. NH4HCO3 là mũi acid này. Vậy đáp án đúng của chúng ta không phải là mũi acid thì chỉ có thể là B. Ok chưa? 48. Công thức phân tử của cryolit là nào. Công thức phân tử của cryolit là Na3AlF6. Đúng không? Quá dễ. 49. Trong các muối sau, muối nào dễ bị nhiệt phân? 49 ạ. Trong các muối sau, muối nào dễ bị nhiệt phân? Trong các muối sau, muối nào dễ bị nhiệt phân nhất? À, các bạn chọn đáp án đi. Các bạn chọn đáp án đi. Xem đáp án gì. Sai mấy câu này nhục nhã lắm. Nhưng mà một lần sai là một lần nhớ. Ta làm này ta nhớ cả đời luôn. Đây là những cái câu mà thầy được trích ra ở bên trong cái khóa S3 luyện đề của thầy. Khóa S3 luyện đề thầy vừa mới dạy xong cái đề số 16 xong. Những cái đề của thầy soạn cực kỳ hay. Và chắc chắn các em sẽ gặp được những cái câu đấy trong đề thi trung học quốc gia năm nay. Câu 49 á. Trong các muối sau, muối nào dễ bị nhiệt phân thì nó là KHCO3. Bởi vì KHCO3 chỉ cần đun nóng nhẹ thôi thì tạo thành K2CO3 cộng CO2 cộng H2O. Ok chưa? 50 ạ. Nhỏ vài giọt dung dịch lòng trắng trứng vào ống nghiệm. Nào, nhỏ vài giọt dung dịch lòng trắng trứng vào ống nghiệm chứa CO2 lần tạo ra hợp chất phức có màu gì? Ok chưa? Tạo ra hợp chất phức có màu gì? Đấy, các bạn thử xem nào. Nào, nhỏ vài giọt dung dịch lòng trắng trứng vào ống nghiệm chứa CO2 lần tạo thành dung dịch phức có màu gì ạ? Phức màu gì các bạn chọn ra? Màu gì? Màu tím nhá. 50 đáp án B. 51 này, 51 này mới hay. 51 này mới. Ối bạn xài. Số liên kết pi có trong phân tử triolin. Các bạn nhớ nhá, triolin là C17H33 COO tất cả 3 lần C3H5. Đúng không ạ? Thì ở bên trong anh này thì nó có 3 liên kết COO và 3 liên kết CC. Vậy nó tổng cộng sẽ có 6 pi, trong đấy có 3 pi COO và 3 pi CC. Đáp án đúng đáp án gì? Câu 52. Câu 52. STX có chứa vòng benzen và có công thức phân tử
là C8H8O2. Thủy phân hoàn toàn X trong dung dịch NaOH đun nóng thì thu được sản phẩm hữu cơ gồm muối và ancol. Số công thức cấu tạo của X. Các bạn lưu ý này. C8H8O2 mà tác dụng với NaOH đun nóng chỉ thu được sản phẩm hữu cơ gồm muối và ancol. Vậy chứng tỏ thằng C8H8O2 nó không phải là ete của phenol mà nó là ete của ancol. Vậy nó chỉ có thể là HCOO này, CH2 này, C6H5 này và CH3 này, COO này, C6H5. Đúng chưa? Vậy nó chỉ có hai này thôi nhá, đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Không ngoi đâu ra 3 được đâu ạ. Được chưa? À sorry. Anh này ete phenol còn không được cơ. Đây ạ. C6H5 COO CH3. Được chưa? Chỉ có hai anh thôi, đáp án đúng là đáp án B. Câu 53. Trong phòng thí nghiệm thì kim loại natri được bảo quản bằng cách ngâm trong chất lỏng là sao? Ui dồi ôi, dễ quá. Ngâm trong chất nào các em? Ngâm trong dầu hỏa nhá. Câu 54 ạ. Câu này mới hay này. Dung dịch chất nào sau đây có màu da cam? Dung dịch chất nào sau đây có màu da cam ạ? NaLO2 là không màu, AlCl3 là không màu. Các bạn nhớ thầy 4 vàng mua 7 cam, vậy anh này là màu vàng. Anh này là màu cam. Nhá, đáp án đúng chúng ta đáp án C, K2CL2O7. Câu 55. Hợp chất nào sau đây được dùng để khử chua đất trong nông nghiệp? Chúng ta phải hiểu bản chất của việc khử chua là gì. Thì bản chất của việc khử chua thì đất bị chua là đất bị nhiễm tính axit. Nhá, đất bị chua là đất bị nhiễm tính axit. Vậy khử chua, vậy là phải sử dụng một thằng có tính bazơ để xử lý thằng axit đấy. Vậy thì nó chỉ có thể là CaO mà thôi. Đáp án A. Câu 56 ạ. Tại một xưởng sản xuất thủ công, 1 tấn mía nguyên liệu được đưa vào máy ép. Đây hỏi về kg rồi. Về 1 tấn nó sẽ là 1.000 kg. Thu được 700 kg nước mía nồng độ. Được chưa? Vậy khối lượng đường xác, khối lượng xác bằng này 700 kg nước mía này, nồng độ là 12%, vậy là 0.12 này, hiệu suất là 90% là 0.9 này, bằng này 700 này nhân 0.12 nhân 0.9 bằng 75.6. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ 75.6. Câu 57, một câu rất hay. Trong các quặng sắt, trong các quặng sắt, quặng có hàm lượng sắt cao nhất là? Trong các quặng sắt, quặng có hàm lượng sắt cao nhất là? Nào, trong các quặng sắt, quặng có hàm lượng sắt cao nhất là gì ạ? Các bạn chọn đáp án đi ạ. Quặng có hàm lượng sắt cao nhất ạ. Quặng cao nhất nha. Trong các quặng sắt, quặng có hàm lượng sắt cao nhất. Anh nào ạ? Đây, siderit FeCO3, hemantit Fe2O3, Fe2O3, magnetit Fe3O4. Nên đáp án đúng là đáp án C các em nhá. 58. Bình chứa bằng chất X không dùng để đựng dung dịch nước vôi trong. Bình chứa bằng chất X không dùng nước vôi trong. Nước vôi trong là CaO lần. Vậy mình sẽ không dùng cái bình mà nó có khả năng mà phản ứng với CaO lần. Cái bình mà phản ứng với CaO lần là nhôm. Nhôm phản ứng dung dịch kia B. 59. 11 gam ạ. Hỗn hợp gồm kẽm, đồng bằng dung dịch H2SO4 loãng dư thu được hydro. Số mol hydro là 0.12. Vậy suy ra số mol kẽm là 0.12 luôn. Đề bài hỏi số mol đồng 11 trừ đi 0.12 nhân 65 bằng chia 64 bằng 0.05. Đáp án đúng đáp án A. Đáp án đúng đáp án A. Rất dễ. 60. Chất có khả năng làm mềm mẫu nước cứng trên. Chúng ta lưu ý đây là mẫu nước cứng toàn phần. Chúng ta có hai cái chất có thể làm mềm được mọi mẫu nước cứng, đó là Na2CO3 và Na3PO4. Và đáp án đúng ở đây chúng ta đó là đáp án gì? Rất dễ. Câu 61, một câu rất hay.
61 các bạn cùng chọn đáp án gì ạ? Các bạn có thể chọn đáp án xuống phía dưới cho thầy được không? 61 cốt, một câu cực kỳ hay luôn. Cực kỳ hay, cực kỳ thú vị. Sau khi lắc nhẹ để yên thì thấy ống nghiệm A, B lần lượt xuất hiện dung dịch. Đầu tiên là đây ạ, NaOH và CuSO4 thì chắc chắn tạo thành kết tủa CO2 lần nhá. Kết tủa màu trắng xanh nhá. Glycerol vào thì OH đa kề thì cho mình là dung dịch màu gì ạ? Màu xanh lam. Vậy A cho mình màu xanh lam. Xanh lam, xanh lam. Tím sai, tím sai. Còn lòng trắng trứng là protein. Vào lọ số 2 thì nó là màu tím. Thấy chưa? Đáp án đúng đáp án B. Một câu thí nghiệm cực kỳ thú vị dành cho các em. Câu 62 ạ. Ôi trời ơi, câu 62 có bài tập cực kỳ hay nhá. Acid glutamic. Acid glu. Xmol tác dụng vừa đủ với HBr. Chú ý từ vừa đủ. Vậy acid glu tác dụng HBr thì nó là chơi với nhóm NH2. Acid glutamic có một nhóm NH2 nên số mol nhóm NH2 cũng sẽ bằng X, nên số mol HCl bằng X, HBr bằng X. Thu được dung dịch X, đây là dung dịch X này. Tác dụng vừa đủ với Ymol KOH. Ymol KOH. Ok chưa? Vậy này, suy ra này, mình có này, số mol OH trừ là Y thì sẽ bằng số mol nhóm COH. Glu có hai nhóm COH, một nhóm NH2. Vậy 2X cộng X bằng 3X. Vậy Y của chúng ta bằng 3X. Đáp án đúng đáp án B nhá. 63. Cho các chất sau. Khi thủy phân hoàn toàn các chất trên trong môi trường axit thì những chất nào chỉ tạo thành glucose? Những chất nào chỉ tạo thành glucose? Amylose, đúng rồi. Cellulose, đúng. Saccharose tạo thành alpha glu và beta fructose nên loại. Tripalmitin thì còn chẳng tạo thành glucose. Vậy ở đây chúng ta chỉ có 1 và 2 thôi. Đáp án đúng là đáp án gì? Câu 64. Úi trời ơi, câu này hay này. Trong các đường sau, đường nào ngọt nhất? A đường mía, B đường glucose, C đường mật ong, D đường vào tim glucose. Ôi đứa chọn đáp án gì ạ? Đấy, đây này, rất nhiều bạn chọn đáp án D ạ. Nhưng đáp án D không phải là đáp án chính xác, đúng không? Đáp án D này chỉ đúng với ngoài đời thôi. Còn thực tế, đường ngọt nhất là đường mật ong, bởi vì nó chính là fructose. Ok chưa? 65 ạ. Chất nào sau đây là một chất điện ly mạnh? Thì chất điện ly mạnh của chúng ta là BaCl2 rồi, tại vì là H3O4 là axit trung bình nhá. Điện ly yếu, nước điện ly yếu, MgOH lần là chất kết tủa điện ly yếu. 66. Công thức của ni lông 6 là. Công thức của ni lông 6 là. Ni lông 6 có 6 carbon. 5 cộng 1 6, dễ luôn. Xịn luôn. 67. Chất nào sau đây dùng để chế thuốc đau dạ dày? Bột nở. Mình chỉ có anh nào thôi ạ, NaHCO3 mà thôi, chỉ duy nhất thằng này để chế thuốc đau dạ dày bột nở. 68 các bạn chọn đáp án gì thôi thầy nào? 68 ạ. Các bạn chọn đáp án mạnh mẽ lên xem nào. Thành phần chủ yếu của sợi bông là gì ạ? Thành phần chủ yếu của sợi bông là gì? Thành phần chủ yếu sợi bông là cellulose. Câu chuyện quá đơn giản. 69. Cặp chất nào sau đây không thể tham gia phản ứng chống ngưng? Cặp chất nào sau đây không thể tham gia phản ứng chống ngưng ạ? Không thể nhá. Acid terephthalic và ethylene glycol là trùng ngưng. Phenol và formaldehyde trùng ngưng. Acid adipic và hexamethylene diamine là trùng ngưng. Buta 1,3-DN và propylene là không phải trùng ngưng, nó là đồng trùng hợp. 70. Chất nào sau đây tồn tại dưới dạng kết tủa keo trắng trong nước thì nó chỉ có thể là ALOH 3 lần mà thôi. 71. Cho dung dịch Na3PO4 vào AgNO3 thì thu được kết tủa màu gì? Thì chắc chắn mình sẽ thu được Ag3PO4 kết tủa màu vàng. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Câu 72 ạ. 8,8 gram hỗn hợp gồm magie, Cu tác dụng hoàn toàn HCl loãng dư thu được hydro và muối. Số mol hydro là 0,2. Đồng chắc chắn không tác dụng HCl, vậy muối chúng ta chỉ có là MgCl2 và đồng. Tác dụng sinh ra hydro thì số mol hydro chính bằng số mol magie.
Vậy bảo toàn magie 0,2. Vậy m muối chính là 0,2 nhân mở ngoặc đơn 24 cộng 71 bằng 19 gam ạ. Đáp án đúng, đáp án B bỏ. Rất dễ. Câu 73 này mới hay các em ạ. 73 xem các bạn chọn đáp án gì ạ. 73 nào. Xăng sinh học E5 là sản phẩm thu được khi pha trộn xăng A92 với các nhiên liệu sinh học bioethanol theo tỷ lệ thể tích 95/5. Xăng E5 được sử dụng làm nhiên liệu cho các loại động cơ đốt trong như xe máy, ô tô. Lý do khiến xăng xe E5 được khuyến khích sử dụng là do xăng sinh học E5 thân thiện với môi trường, hạn chế sự ô nhiễm nhá. Đáp án đúng là đáp án A các em nhá. Câu 74, một câu thực tế khá là hay. Trong y học, glucose làm thuốc tăng lực cho người bệnh, dễ hấp thu và cung cấp khá nhiều năng lượng. Dung dịch glucose 5% khối lượng riêng, phản ứng oxy hóa 1 mol glucose tạo thành CO2 tỏa lượng nhiệt. Một người bệnh truyền 500ml glucose 5%, vậy mình sẽ tìm được số mol glu bằng 500ml thì sẽ có khối lượng là 500 nhân 1,02 là khối lượng nhá. 5% vậy là nhân với 0,05 là ra khối lượng chất tan, chia cho 180 bằng 500 nhân 1,02 nhân 0,05 bằng chia 180 bằng đấy 0,14166. Ok chưa? Vậy bây giờ năng lượng tối đa thì nhân với lại kJ lên, nhân 2803 bằng 397,09 kJ. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A, rất dễ luôn. Câu thực tế cực kỳ dễ dàng. Chính xác đáp án A các em ạ. 75. Một trong những câu lý thuyết đếm mà các bạn rất rất sợ. Số phát biểu đúng là. Số phát biểu đúng là. Triolin và peptide thì đều có cùng thành phần nguyên tố. Sai. Triolin thì có CHO, còn peptide thì có CHON. Trùng hợp buta 1,3 dien. Xúc tác natri thì thu được cao su buta N là sai. Phải là đồng trùng hợp buta 1,3 dien với lại vinin cyanua cơ. Ở điều kiện thường thì axit glutamic là chất rắn, tristerin chất rắn đúng. Thủy phân hoàn toàn albumin lòng trắng trứng thu được alpha amino acid đúng, tại vì albumin nó là protein đơn giản. Tinh bột là nguyên liệu chính để sản xuất tơ nhân tạo như tơ visco, tơ acetat là sai. Nó phải là sen. Vậy ở đây mình có hai phát biểu đúng thôi. Đáp án đúng là đáp án A. Câu 76. Thực hiện thí nghiệm về ăn mòn điện hóa như sau. Số phát biểu đúng là nhúng thanh kẽm và thanh đồng không tiếp xúc với nhau và cũng được H4 loãng thì ngay lập tức ở bước 1 bọt khí thoát ra trên bề mặt thanh kẽm thôi chứ không có thanh đồng. Một sai. Sau bước 2, kim điện quế quay để nối bằng dây dẫn thì chắc chắn là kim điện quế quay rồi, tại vì có dòng điện. Đúng. Sau bước 2, thanh kẽm bị ăn mòn dần. Đúng rồi. Bọt khí thoát ra ở cả kẽm và đồng. Chính xác. Nếu cắt dây dẫn giữa điện cực kẽm và đồng thì vẫn xảy ra mòn điện hóa. Sai. Cắt dây dẫn thì làm gì mà còn mạch kín. Mạch kín thì làm sao ăn mòn điện hóa được. Nó mất còn tiếp xúc rồi, tiếp xúc với nhau rồi. Trong thí nghiệm trên kẽm là cátốt là sai, kẽm kim loại mạnh hơn nó phải là anốt. Vậy câu 76 chúng ta chỉ có hai nhận định đúng, đáp án đúng đáp án B. Câu 77 ạ. Ơ 77 mình 77 ạ. 77 rất dễ. Các bạn nhìn kỹ nha. Ethanol tác động đến thần kinh trung ương khi làm giảm hàm lượng ethanol trong máu. Tăng thì sẽ có hiện tượng buồn nôn, mất tỉnh táo, có thể tử vong. Theo khuyến cáo y tế để đảm bảo sức khỏe, mỗi người trưởng thành không nên uống quá 2 đơn vị cồn trên một ngày. Một đơn vị cồn là 10ml. Vậy người trưởng thành không nên uống quá 2 đơn vị cồn nhân mà một đơn vị là 10ml. Vậy 2 x 10 bằng 20ml. Nếu sử dụng loại cồn 40 độ thì không nên uống quá, suy ra không nên uống quá. Câu này dễ lắm các em ạ. 20, 40 độ là chia cho 0,4 thì bằng 20 chia 0,4 bằng 50 ạ. 50ml cồn 40 độ trong một ngày. Ok chưa? Đáp án đúng đáp án C nhá. Câu 78. Cho các phát biểu sau, số phát biểu đúng là
Dầu ăn và mỡ động vật có chứa nhiều triglycerides. Đúng. Các polymer thuộc loại tơ tổng hợp thì đều điều chế từ phản ứng trung ưng. Các polymer thuộc loại tơ tổng hợp thì đều điều chế từ phản ứng trung ưng. Sai. Ni lông hay là ô lông là trùng hợp. Chất béo nhẹ ăn nước và không tan nước. Đúng. Nhỏ dịch iốt và vết cắt quả chuối xanh xuất hiện màu xanh tím. Đúng. Trong phân tử peptide mạch hở, đây ạ, liên kết hai liên kết NHCO, vậy là có hai oxy. Đầu glu còn có hai nhóm COH tự do. Vậy nó phải tổng cộng là có 6 oxy. Sai. ACD là đúng. Vậy ba nhận định đúng. Câu 79. Khí bioga là một loại khí sinh học thành phần chính hỗn hợp của metan. CH4 chiếm khoảng 50 đến 60%. Rồi, muốn nâng nhiệt độ của 1 gam nước. 1 gam nước lên 1 độ C thì cần là 4,18 joule. Được chưa? Vậy bây giờ này, 2,5 lít nước thì tương ứng với lại là 2.500 gam nước. Mà lên từ 25, từ 25 mà lên 100 là lên 75 độ C thì cần 4,18 nhân 75 này nhân 2.500 bằng 4,18 nhân 75 nhân 2.500 783750 joule và bằng 783,75 kilojoule. Ok chưa? Thế bây giờ đề bài nói này, bảo là toàn nhiệt lượng thì mình có này. 1 gam metan cháy thì sinh ra 55,6 kilojoule. Vậy suy ra là cần khối lượng của metan bằng này 783,75 này chia cho này 1 gam thì cần 55,6. Ok chưa? Mà ở đây là 65% nhiệt lượng sinh ra đốt cháy thì được sử dụng để tăng nhiệt độ. Vậy phải chia cho 0,65. Ok chưa? Đề bài hỏi cái gì? Thể tích tối thiểu khí bioga nên bây giờ tìm khối lượng CH4 đó thì bằng này. Chia 55,6 chia 0,65 bằng đây 21,686. Vậy mình tìm được V của CH4 bằng, xem nào, V của CH4 bằng 21,686 chia cho phân tử khối là 12 cộng 14 là 16 nhân với 2,4 bằng, chia 16 nhân 2,4 bằng 30,36. Mà CH4 chiếm 50% thể tích, 50 đến 60%. Đề bài hỏi thể tích tối thiểu. Vậy V của bioga tối thiểu bằng 30,36 chia cho 0,6. Chia 0,6% bằng 50,6. Đáp án đúng là đáp án B. 50,6. À, một câu rất hay. Câu 80 là câu cuối cùng trong đề ngày hôm nay. Một cái đề cực kỳ cháy. Thực hiện cái thí nghiệm sau. Sau khi kết thúc phản ứng, số nghiệm thu được dung dịch chứa 3 chất tan nha các em, lưu ý 3 chất tan. Đồng của MeCl3 dư thì mình thu được đồng 2 cộng này, Fe2 cộng này, Fe3 cộng, đúng 3 chất tan. CrO3 và NaOH dư thì thu được Na2, CrO4 và NaOH dư. Chỉ có 2 thôi. NaOH dư vào CaHCO3 thì có NaOH dư và Na2CO3. CaCO3 là chất rắn, bỏ tiếp. BaCl dư vào KH4 thì thu được BaSO4 kết tủa. KCl. Đúng không? K2SO4 cũng chỉ có hai chất thôi. HCl dư vào NaLO2 thì thu được NaCl, AlCl3 và HCl dư. Đúng chưa? Vậy này, được A và D. Nhá, được A và D. Vậy mình chỉ có hai dung dịch thu được ba chất tan thôi. Ok chưa? Trên đây là toàn bộ
cái đề chống sai ngu lý thuyết hóa của thầy Minh. Thầy Minh đã chữa cho tất cả bạn và các em. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi buổi học này của thầy. Và nhớ vào click vào nút chuông và nhớ thả tim thật nhiều cho thầy để liên tục cập nhật những cái đề mà thầy livestream để chữa cho các bạn và các em nhá. Không quên thả tim cho thầy nhá. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em. Và bạn nào muốn tìm hiểu về khóa luyện đề trong những ngày cuối cùng này cùng thầy Minh thì có thể inbox cho thầy qua các kênh fanpage. Ok ạ, bye bye, chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em vào các buổi học sau.